Dân Tuấn anh em ạ. Này đổi cái tên, được Facebook nè. Sáng ra mua hai game không may lắm lắm nha. Lụ lại lấy đà. Lụ lại lấy đà này cũng sâu ạ. Được 14 phút một game như thế mới là cái thơ à. Rồi ông làm quá. Ông viết cái thơ như là một con đường thần thần thánh hóa quá. Cũng có lúc phải gãy, cũng phải thua sắp mặt thôi. Đâu phải game nào cũng được 14 phút một game đâu. Ấy là ông chưa xem hai game trước rồi. Đang định ít điêu lại. Còn 3 phút này nó hay dăng ra khá lắm. Hơn 3 phút khả năng đi top. Kinh nghiệm tìm game của mình thì cứ hơn 3 phút là cứ dăng ra lan khá rồi. Kiểu thiếu thiếu cái này nó bắt mình phải đi, nó bắt mình cho mình vô đó luôn. À, nè mình không vô thì thằng mít nó vô, thằng mít nó vô rồi không vô thì thằng khác nó cũng vô lan khá, nó bị trái. Không biết. Cái ông đi nhờ. Cái ông này, chiếc kia này nó cũng gọn à. Cũng gọn à. Bực chắc con này. Con này nghe tiếng đã không? Chứ con này, còn con này là bực.
Ăn ngày đầu thấy ngon rồi, mấy ngày sau hết ngon người ta, nó bị ngán nhờ. Là Bích Conasset là Bích tướng heo tui dữ chưa? Ốc xanh Conasset lên phép à? Hát đạn vậy. Cảm ơn ông nhé. Thì tôi chơi nhiều ông ơi. Ngày nào tôi cũng chơi trên 180 phút mà. Với tôi theo cái môi trường cà hơi này nó cũng 3 năm rồi. Cái gì thôi. Một chao mà mấy là gà là bị chữa chứ. Một chao ăn cướp nhờ. Bà này đánh không hiệu quả lắm. Tối giờ chứ không phải hôm qua. Hôm qua Châu đánh buổi trưa thôi 180 rồi, giờ mà còn có 120 dở à. Đánh xanh nhưng mà đánh xanh nhưng mà thua à, dở à. Đúng không? Quá dở không? Mà có lúc có thua hoặc thắng thua nè. Ồ, alo kiểu mấy gan nít mà alo bị heo quá nè, nó khó. Cứ auto là lập ba. Ba lan nát. Đáng ra anh em cũng thấy rồi đấy. Giờ gỡ lên. Tầm nếu mà nát gì á, tầm cỡ kim cương đổ số thì lo được. Kiểu kim cương thì tụi nó còn kiểu non non, tụi nó quăng quăng game á. Còn cao hủ thì nó chắc hơn rồi. Nát bao ra là nó đẩy tới, nó ép tới luôn à. Máy quét luôn mà. Em đừng phân biệt anh quá. Cách chơi với đi ra bị lưu hai mà. Em đi ra bị lưu hai mà. Anh thấp nhưng mà bự rồi là ok rồi. Đánh bản nhảy cho anh em xem là ok rồi. Chậm gì đâu. Có kèo đánh thấp thì đánh đánh thấp thôi. Còn chủ yếu là làm like này, có đánh kèo để tiền anh em chứ like cũng có đồng nào đâu anh em mà.